Bao nhiêu bác? Thọ. Đây là món trò gì? Trò Phan Thiết. Do đạo diễn anh Cổ Úc và anh Văn Lực cùng với bếp phó Xuân Phương. Trông rất là tuyệt vời. Với sự tài hoa của anh, hai anh đã kết hợp làm món sò rất là tuyệt vời, nhìn rất là bắt mắt, nhìn muốn ăn luôn cả giỏ. Nụ cười hạnh phúc của mấy anh đang tràn trề, nước miếng của mấy anh đang chảy. Chùi miệng, nước miếng chảy nhiều quá. Đâu có phim. Tuyệt vời. Tổng thử món xem sao. Tao biết kiếm chứ. Được á. Rất là ngon. Món ăn cực kỳ tuyệt vời. Xin cho anh hai anh cho phát biểu ý kiến. Món này ăn rất chi là bổ. Và cho tất cả khách hàng lựa chọn muốn ăn sò các loại sò. Nhưng món đặc sản của Phan Thiết đã đãi về Hội An. Bây giờ chúng tôi đang thử nghiệm vào các món ăn ẩm thực của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. Vâng, các bạn, đây là món sò Cường Dương. Đây là món sò Cường Dương Bộ Tinh. Cường Dương Bộ Tinh rất phù hợp với chú quý ông. Rồi, làm đến anh. Thôi, nói sò nó có liên quan. Và đây là khách mời của chúng tôi. Bước Minh đầy da. Ngon đến ra là cảm ơn. Xin nhờ anh cho phát biểu kiến. Còn hai lăn tăn có mùi sòn. Dạ, rất giống mùi tanh của mình nữa. Ok. Cây mà rất là tuyệt vời.